Bạn Nhân Thành vừa hé lộ một cái rương lễ hội xuất hiện ở xa ngoài biển khơi cho chúng ta. Và nếu tìm thấy rương lễ hội thì hãy thử câu cùng với những người bạn khác nhé. Nice. Và cuối cùng là sau 7749 lần mở thẻ thì mình cũng đã full cái bộ sưu tập thẻ rồi đó các bạn ơi. Nói chung là cũng khá là vất vả. Và đây chính là hai tấm thẻ vàng cuối cùng mà mình đã nhận được nha. Rồi mình sẽ cho các bạn xem. Đổ nhận 500 viên đá quý quá là đã các bạn ơi. Một cảm giác rất là vô mốt luôn. Rồi nhận thêm 20k tiền sao. Oh my god. Wow. Rồi và đã chính một video ngày hôm nay mình sẽ là tìm ra cái bạn ngẫu nhiên may mắn đã comment trong cái clip trước của mình nha. Rồi và có 391 comment hợp lệ nha các bạn ơi. Và cái người may mắn nhất đó tên là gì đây? FBG Linh Chi nè, chọn gói graffiti sâu ngõ nam. Chúc anh một ngày vui vẻ. Ok và cảm ơn em nha. Và xin là chúc mừng bạn Linh Chi nè để trúng giải thưởng của mình. Và các bạn hãy tiếp tục tham gia cái sự kiện mini game này của mình bằng cách là comment cái ID nhân vật, tên nhân vật và chọn một trong tất cả các gói sản phẩm ở đây nha. Hôm nay mình sẽ thêm một cái gói siêu chống nắng mới nha các bạn ơi. Và đặc biệt khi tham gia các bạn nhớ like vào này và đăng ký kênh thì mới là hợp lệ. Yeah boy. Phải công nhận là thiết kế quá đỉnh luôn các bạn ơi. Đó, và đây là các bạn thiết kế của bạn CL Yamater. Đó, gói múa rối cũ nha các bạn ơi. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục xem những cái bản thiết kế trong cái sự kiện thiết kế các trang phục Halloween dành cho các cặp đôi nữa nha. Rồi, trong đây là cái video thứ 3 mình đã làm rồi. Đó, tại là có nhiều bản thiết kế đẹp quá các bạn ơi, đó không xem là không được. Đầu tiên đó chính là bản thiết kế của bạn CL Yamater. Phải công nhận là quá là xuất sắc và đỉnh luôn các bạn ơi. Đó, rất là đẹp nha. Nãy gói con rối cũ của nam và nữ. Nãy nói chung là nữ cũng đẹp các bạn ơi. Và cái trang phục gồm là 6 món nè. Nãy trông giống như kiểu là cái đang điều khiển một cái nhân vật đó các bạn. Nói chung là mình thấy khá là ấn tượng và sáng tạo luôn nha các bạn ơi. Đó, hết sức là tuyệt vời. Và nếu gói này mà bán trong shop cửa hàng thì các bạn sẽ là cho là kim cương hay là bằng tiền mặt. What? Rồi, tiếp theo là thiết kế của bạn Minh TW. Đó, gói búp bê Sapphire. Rồi và xét trang phục là 6 món nha các bạn ơi. Và cái bộ nữ chính là búp bê Ruby. Đó, một cái cặp đôi Sapphire và Ruby nha các bạn. Đấy, Sapphire sẽ là màu xanh và Ruby sẽ là màu đỏ nha. Và cái xét đôi mà ấn tượng đó chính là cái khuôn mặt đỏ, cái đôi mắt nha các bạn. Đấy, và cái bộ đồ đó nha. Rồi tiếp theo là cặp trang phục của bạn Say Queen 23. Đó, cặp song sinh kỳ lạ. Đấy, và đầu tiên đó chính là mèo anh. Rồi xét trang phục là 5 món là các bạn ơi. Và tiếp theo đó chính là trang phục mèo em. Đó, cả mèo anh và mèo em luôn đó nha. Và cái bộ trang phục này mình sẽ là ấn tượng về cái set mèo anh hơn nha các bạn ơi. Rồi tiếp theo là thiết kế của bạn tên là nickname là Thiên Long. Đó, gói vệ sĩ ma sói nè các bạn ơi. Rồi và tiếp theo đó chính là bá tước Dracula. Đó, và một cặp trang phục nha các bạn. Và rất là bất ngờ những cái món phụ kiện của cái bộ trang phục bạn này thiết kế đó chính là gồm là 9 món phụ kiện nha. Quá là nhiều phụ kiện luôn các bạn ơi. Rồi và đặc biệt đó chính là một cái cần câu thập tự ma quái nè. Đó, với cái thông số quá là khủng luôn nha. Rồi và đây chỉ số là cần câu thập tự ma quái của chúng ta. Rồi tiếp theo đó chính là vật bắt côn trùng vuốt sói. Đó, về chỉ số cũng rất là khủng nha các bạn. Đó, 50% xuất hiện côn trùng dương miệng nè. Nãy giảm 50% tỷ lệ côn trùng hụt mắt. Đó, cái thông số mới các bạn, giảm 20% độ nhạy của côn trùng. Tiếp theo là bộ trang phục màn tơ nhện của bạn Maria thiết kế. Rồi, bộ trang phục đầu tiên đó chính là xác sống đơn độc. Đó, và cái set gồm là 5 món nha các bạn ơi. Đó, chủ đề là tông màu trắng và màu xanh nước biển nè. Rồi tiếp theo là xác sống quên lãng. Đó, và tông chủ đạo đó chính là màu đen. Đó, và màu trắng cũng là pha màu đỏ nha các bạn ơi. Đấy, và nói chung là hai bộ trang phục mình thích nhất đó chính là cái bộ xác sống quên lãng nha. Và hiện tại là game vẫn đang diễn ra cái sự kiện vẽ màu cho Halloween, thiết kế trang phục Halloween nha các bạn ơi. Đó, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 nha. Đó, và nhận các giải thưởng vô cùng lớn nha các bạn ơi. Đó, và các bạn có thể là tham gia lên trên fanpage á để đăng ký tham dự sự kiện này. Nice. Và ta-da, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Và ngày hôm nay mình vừa nhận một cái món đồ rất là đặc biệt nha các bạn ơi. Đó, nói chung là mình khá là bất ngờ luôn. Oh no. Đó chính là cái quà thư VIP mà Nhân Thành gửi cho mình nha các bạn. Nhưng mà mình thấy có hai cái dòng rất là lạ, toàn là dấu B chấm không à. Nhưng mà bên phải nó có cái gì các bạn ơi, kiểu giống như nó bị lỗi chữ phong chữ á. Mà các ai đã nhận rồi mọi người, mặc dù là mình chưa có nhận cái món quà này nhưng mà nó ghi cái chữ play gì đó, hình như là các ai đã nhận rồi nhưng mà mình nhấn vô không được các bạn. Đó, kiểu giống như bị lỗi á. U là trời là mình mất hồn nha mọi người ơi. Rồi đã, vậy nó trở lại bình thường rồi nha các bạn. Đó, và nay tôi sẽ là review cho các bạn gói VIP pass mới. Đó, mùa cá heo mộng mơ nha.
Và các bạn có thấy cái điều gì là đặc biệt hay không? Đó chính là chúng ta sẽ được thêm những cái gói thẻ VIP đó, những gói thẻ VIP các bạn ơi, những gói thẻ cao cấp ở trong cái gói VIP Pass này. Và nói chung là trong cái đợt sự kiện VIP Pass này mình thấy khá là ấn tượng, và cũng như là rất là đáng đồng tiền bát gạo các bạn. Đó, nói chung là quá là xịn từ trước đến nay luôn mọi người. Rồi đầu tiên mình sẽ làm mở nhanh các vật phẩm nha. Đó, kẻ heo mộng mơ nha các bạn, lúc trước mình đã có review cho các bạn rồi. Đó, mình vô cái nick của chị Thảo mọi người. Đấy, hôm nay mình sẽ là review full và cũng như là mình sẽ làm mở hết tất cả các tấm thẻ ở đây nha. Đó, bên này mình sẽ là đầu tư mình mở thẻ hết nha các bạn ơi. Rồi tiếp theo một cái rất là đẹp, đó chính là nơ tóc trời sao nè. Đó, nền VIP cũng là xịn luôn nha các bạn ơi. Và hôm trước là mình cũng đã chấm cái bộ VIP này cho là 10 điểm luôn nha các bạn. Đó, nói chung là không có gì để chê hết. Đó, từ trang phục rồi đến nội thất nè các bạn ơi. Đó, rồi có khuôn mặt nữa, khuôn mặt cũng rất là đẹp nha các bạn. Đấy, khuôn mặt này xịn nè các bạn ơi. Đó, quá là đẹp luôn, mặt mộng mơ nè. Rồi, và không biết là các bạn cho cái bộ VIP này mấy điểm, hãy comment dưới video này cho mình biết nha. Đó, tiếp theo là các nội thất nè, cũng rất là xịn đó các bạn ơi. Đồ chơi treo cá heo nè. Rồi, tiếp tục một cái món đồ trông giống như là một cái thuyền, nhưng mà không phải, đó chính là một cái ghế nha các bạn ơi. Đó, ghế cá heo nha. Còn là đồ xịn không à. Đó, rất là đẹp luôn. Giường chăn rằm và cá heo các bạn ơi. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa. Ủa là trời, quá là mê các bạn ơi. Chưa thấy cái đợt VIP Pass nào mà nó xịn như thế này luôn. Nội hộp nhạc cá heo mộng mơ. Đó, quá là đầu tư luôn nha. Tại là mình thấy mấy con cá heo là mình thích rồi các bạn. Và cuối cùng đó chính là chú gấu mộng mơ của chúng ta. Đó, chú gấu cá heo nha các bạn. Với chú cá heo nó quay xung quanh kìa mọi người. Mặc chào các bạn ơi, hôm qua là chúng ta đã mặc áo chống nắng rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ mặc áo chống nóng nha mọi người ơi. Đó, quá là mát mẻ luôn nha. Rồi, đó, và cái nơ rất là đẹp các bạn. Nơ VIP nó hiệu ứng kìa, xịn sò. Đó, đúng là cho 10 điểm không sai các bạn ơi. Rồi, tiếp theo một cái cũng xịn không kém, đó chính là chơi con kẻ heo các bạn ơi. Đó, kẻ heo đeo nơ nha. Và mặc dù là tên là kẻ heo nhưng mà nó không thể nào mà bơi được dưới nước nha các bạn ơi. Rồi, đó, xuống nước là nó bị ngợp nha các bạn. Tiếp theo đến phần quan trọng nhất, đó chính là mở hộp nhân phẩm những cái chiếc hộp thường này. Đó, và sau khi là mình mở những cái chiếc hộp thường này thì mình sẽ là mở hộp nhân phẩm những cái tấm thẻ nha các bạn ơi. Để coi là ngày hôm nay mình có nhân phẩm hay không nha mọi người. Đó, nói chung là đầu tư rất là nhiều các bạn ơi. Đấy, clip này toàn là mở không à mọi người. Rồi, đó ra một cái bồn cầu đi toilet các bạn ơi. Rồi, quá là đáng luôn. Rồi, hộp cao cấp của chúng ta. Tiền sao chậu cây. Rồi, niềm vui đến cái khuôn mặt ba xích. Rồi, hộp cao cấp thứ hai này các bạn. Mở tiền sao, rồi giường hoa thú, rồi quần đùi. Đấy, đúng là quần đùi luôn. Rồi, hộp sang trọng các bạn ơi. Rồi, tiền sao nè. Ủa là trời, khối cỏ các bạn ơi. Rồi, khối đất. Rồi, thùng đá hồng. Đó, cho đồ ghê chưa. Và bây giờ sẽ đến cái phần quan trọng nhất, đó chính là mở thẻ nha. Và mình sẽ là mở ưu tiên mở mấy cái thẻ cùi trước nha các bạn. Đấy, mở cái tấm thẻ xanh trước, sau đó mình sẽ là mở mấy cái tấm thẻ xịn sau nha. Nói chung là mình sẽ là mở từ cùi cấp đến cao cấp nha các bạn. Đó, nó vậy nó mới hấp dẫn nha. Rồi, đó, chưa ra thì VIP luôn. Rồi, nhưng mà không sao, nếu mà mình mở không ra cái anh này, các bạn mình sẽ là tiếp tục mở 500 sao tiếp nha mọi người. Đó, mình đang có 450 sao á. Mình mở cái này chắc là cũng dư 500 sao để mình mở cái hộp kia đó các bạn. Rồi, thẻ vàng nè. Đó, trong này có 3 thẻ nha các bạn ơi. Rồi, đó, 2 sao, 1 sao không à. Rồi, thì đó, có bao nhiêu thẻ đây. À, thì đó được 5 cái nha các bạn ơi. Rồi, 1 sao, 2 sao. Đó, và cách phân biệt cho các bạn nào mà đã biết full hay chưa thì nó sẽ hiện cái thông báo lên nha. Đó, nếu mà mở thẻ mà nó không hiện thông báo là các bạn đã xui rồi đó. Đấy, rồi nói chung là mình đã xui rồi các bạn ơi. Đó, ấn vô nhận mà không hiện cái gì là biết là không có thẻ mới rồi mọi người. Đó, nói chung là rất là buồn á. Rồi, 4 sao, 2 sao. Rồi, thẻ gì đây? À, thẻ vàng các bạn ơi, cái này có rồi. Tiếp tục, gói thẻ VIP. Rồi, trong này có 5 cái thẻ luôn. Rồi, thẻ vàng đi. Rồi, đó, đúng rồi các bạn ơi, 4 sao nè. Nhưng mà không phải thẻ mình còn. Rồi, đấy, toàn 1 sao không à. Tiếp tục. Rồi, đó, à, đây các bạn ơi, còn 2 cái thẻ cuối cùng nè. Rồi, gói thẻ siêu cao cấp. Đó, còn có thẻ VIP kia nha các bạn. Không biết là cái VIP kia nó sẽ được cái gì đây. Ù là trời, nhưng mà siêu cao cấp này toàn một sao không các bạn ơi. Đó, siêu super star luôn nha. Rồi đó, mình đã mở hết rồi các bạn ơi. Đấy, có nhiều thẻ mở hết rồi. Còn tấm thẻ cuối cùng nè, gói thẻ VIP nè các bạn. Ba la, rồi xong, đen luôn các bạn ơi. Không ra thẻ mới rồi.
Oh no. Không biết bên trong này có gì đây. À, thẻ về VIP các bạn ơi. Rồi 5 sao nè. Rồi 4 sao. 2 sao. 3 sao. 3 sao luôn. Đó, bên trong cái tấm thẻ về VIP của chúng ta nha các bạn ơi. Ok. God, please, no. No. Tiếp tục đến với phần chuyên mục mở thẻ Bắc 2 các bạn ơi. Phần thứ 2 đó có 571 sao các bạn ơi. Rồi không đủ là mở 1000 sao rồi, mình sẽ là mở cái 500 sao nha các bạn. Đó, và mình sẽ là xuyên qua cái tỷ lệ ở trong cái hộp 500 sao 1% nha các bạn ơi. Đó, như là những tấm thẻ vàng nè, xác suất 1% nha, rất là khó ăn á mọi người. Và nghe nói là mình nếu mà mở một cái hộp 500 sao này rất là may mắn hơn cái 1000 sao nha các bạn. Đó, nghe người ta nói như thế. Wow, các bạn ơi, các bạn có thấy cái gì không? Nope. Một cái thông báo, hai cái thông báo. Bí ẩn đảo Kaya nó hiện kìa các bạn ơi. Nhân phẩm nó đã tràn về rồi mọi người ơi. Quá là nhân phẩm nha, như vậy mình đã chính thức full thẻ rồi các bạn. Nhưng mà mình chưa biết là cái tấm thẻ nào nó xuất hiện ở ô số mấy nha các bạn. Rồi 13. Cái này thêm thứ mấy? À, tấm thẻ thứ 3 mình đã ra thẻ new các bạn ơi, không thay đổi. Nói chung là hú hồn hú dí nha các bạn. Đó, chiếm là buồn rồi mọi người. Nhưng mà hóa ra là không phải. Đó, rất là vui luôn. Đó, cuộc đời vẫn đẹp sao nha các bạn ơi. Rồi đó, hình như là game không bỏ rơi mình rồi. Đấy, hôm qua hôm kia mình đã nhắc game một lần là các bạn ơi. Nói chung là ngày nào mình cũng đã nhắc về game đó các bạn. Đó, ăn cũng nhắc về game, mà ngủ cũng nhớ về game nha các bạn ơi. Mơ thấy game luôn á. Đó, nên game thương mình nha các bạn ơi. Đó, cho 4 sao mew nè. Rồi, tiếp theo là luôn luôn ủng hộ. Đó, rồi, đạo chích. Rồi, mấy cái này là có các bạn. Bây giờ là không cần thiết nữa mọi người. Đấy, mình đã đạt mục đích full rồi các bạn. Đó, mấy cái này bây giờ mở cho vui thôi mọi người. Fan con, đó, quá là ghê gớm. Rồi, cái tấm thẻ gì đây? Này, tính ra cái hộp này may mắn ghê mọi người. Toàn là thẻ vàng với thẻ VIP không à. Đây các bạn ơi, hình như cái hộp 500 này cũng xịn lắm chứ mọi người. Đó, được 3 cái thẻ vàng nha. Ủa là trời. Rồi, chụp một cái làm kỷ niệm nè. Rồi, tiếp theo nhận quà các bạn ơi. Đó, này mặc đồ, bây giờ là nhận quà nha. Đầu tiên đó chính là một cái chuyến thăm đặc biệt. Đó, chỉ giá 120 kim cương và 12.000 tiền sao các bạn ơi. Lú về. Rồi, quá là thơm luôn các bạn ơi, thơm phất luôn. Rồi, bí ẩn đảo cây e đó các bạn ơi. Đó, chỉ giá 13k tiền sao và 4 vé coupon free nha. Rồi, đó, rất là hấp dẫn nha. Và cuối cùng một cái hấp dẫn không kiếm các bạn ơi. Đó, nói chung là xịn sò nhất. Đó, chính là phần quà cuối cùng của chúng ta, 500 viên đá quý các bạn ơi. Ôi xôi ơi, quá là xịn sò nha các bạn ơi. Đó, một cái điều mơ ước của nhiều dân cày chay nha mọi người. Oh no. À, 20k tiền sao nữa các bạn. Nói chung là một cái sự kiện mà dân cày chay không thể nào mà bỏ qua được các bạn ơi. Nói chung là lớn từ trước đến nay luôn rồi. Và mình thấy chưa bao giờ mà game nó tốt như thế này các bạn. Đó, nói chung là hồi giờ mình chưa thấy cái sự kiện nào mà tặng kim cương nhiều như thế này luôn rồi. Kiểu giống như là chi ăn cho các bạn cày chay đó mọi người. Đó, đặc biệt là các bạn nhân phẩm đó nha. Rồi, và nhận thêm cái bản tên định cư đảo Kaya nữa. U là trời đó, và nó nằm ở trong cái phần cuối cùng này các bạn ơi. Đó, màu tím rịm luôn nha. Bạn hãy thu thập tất cả các thẻ. Rồi, ok. Và nó không có cái hiệu ứng gì các bạn ơi. Hả? Như là nó không có cái đồ với hiệu ứng gì hết các bạn. Đó, nó chỉ là các bản tên thôi mọi người. Mời đẹp. Mời đẹp. Rồi, đã xong chuyên mục mở thẻ. Bây giờ đến chuyên mục review các gối nội thất nha các bạn ơi. Đó, về VIP lúc nãy mình mở. Rồi, đầu tiên đó chính là chiếc giường cá heo. Wow, hiệu ứng nó đẹp cho các bạn. Đó, một chú cá heo nó đang quay kìa mọi. Xung quanh là có những cái thảm mây đó các bạn. Đó, quá là đáng yêu luôn đó nha. Rồi, tiếp theo là cái vòng cá heo nó đu rồi các bạn ơi. Đó, quay xung quanh kìa, xịn xò chưa. Đấy, quá là đẹp luôn đó nha. Nó quay kiểu giống như là quay cái hành tinh đó các bạn ơi. Nhưng mà không có thể là ngồi được trên đây được. Rồi, tiếp theo là cái nhạc hợp đó các bạn ơi. À, đu quay nhạc hợp con cá heo nó quay quanh các bạn ơi. Và nó có cái âm thanh đó nha. Rồi, tiếp theo một cái đó chính là chiếc ghế cá heo các bạn ơi. Đó, cái này mình đi câu là ngon hết các bạn ơi. Đấy, cái này mình lái thuyền mà ra biển câu là hết sảy nha các bạn. Đó, mong là trong tương lai game sẽ là phát hành thêm những cái chiếc thuyền câu cá như thế này. Đó, mang hình dạng mấy con cá đó các bạn. Rồi, và cuối cùng đó chính là một chú gấu VIP của chúng ta. Nó sẽ có hiệu ứng con cá heo nó quay quanh các bạn ơi. Và thêm các ngôi sao nữa nha, phát sáng nha các bạn. Đấy, cái ngôi sao phát sáng ở phía dưới các bạn ơi, xịn sò chưa, đẹp chưa. Đó, đúng là cho 10 điểm nha mọi người. Đó, không thể nào được các bạn. Đấy, phải cho 11 điểm luôn nha mọi người. Ok, rồi quá là xuất sắc luôn đó các bạn.
Và vừa rồi mình đã review cho bạn gói VIP Pass mùa cá heo mộng mơ, và các bạn thấy như thế nào và cái bộ VIP này? Thì các bạn hãy để lại cái comment dưới video này cho mình biết nha. Ok, rồi và như vậy video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc. Và xin chào và hẹn các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu, ta-da.